Mẹ pha sữa thì nào uống nha. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay gia đình em gái mình đi làm ăn xa về, đưa Tina về cùng nên là mình rất nhớ Tina, nên là hôm nay mình sẽ đưa Tina, bé Tina nhỏ và cùng các bạn ra thăm Tina lớn của gia đình nhà mình nhé. Tina ơi, uống sữa đi nha, uống sữa xong rồi đi nha. Nào, nào uống sữa nào, im chưởng. Tina lớn lên nè Tina. Uống đi. Còn ngủ dậy rồi, còn đói hả? Tina giỏi quá. Tina giỏi quá. Tina uống nữa đi. Uống nữa đi con. Tina ơi. Tina uống nữa đi. Tina uống nữa hả? Tina giỏi chưa? Hả? Giỏi chưa? Đấy, mẹ pha rồi Tina uống còn một chút xíu rồi đấy. Thấy không? Đi quá nha. Rồi. Tina ơi. Tina. Bây giờ mẹ sẽ cho Tina ra đi thăm chị Tina nhá. Và các bạn đi cùng với mình nhá. Ra ôm mẹ chắc nhá. Yeah. Ôm mẹ chắc nhá. Coi như chú mày đâu. Chào hai. Đây của con này. À, chào biết nhà hàng, để đi đánh nhà hàng. Đi đánh lớn nhà hàng. Đây, của con. Ý, Thương ơi. Em về được lâu chưa? Em về được mấy hôm rồi, à, chơi mấy hôm lại đi. À. Ừ. Hôm em đến đây nhưng mà chị đang bận nên chị chưa ra được, hôm nay có thời gian để ra thăm mẹ con luôn. Mẹ Tina nhỏ hả? Đúng rồi. Mẹ Tina lớn này. Tina lớn. Chị Tina lớn ơi. Ăn nhiều này thì lớn không? Lớn. Mới có lòng
bao nhiêu nhỉ? Với cái thời gian ngắn mà Tina đã nhanh lớn vậy. Tina có nhớ mẹ không? Tina hỏi mẹ kìa. Tina có nhớ mẹ Thúy không? Hay chỉ nhớ mẹ Trung thôi? Hả? Nha, để cho ăn đây nè. Ăn đi, ăn đi. Em ơi. Ăn đi để cho đấy nhá. Đây, bé em ơi. Em bé. Mẹ cho nghe nè. Tina. Tina. Trời, Tina thông minh quá. Ăn đi con. Nè, Tina nhá hạt ra đây. Bữa nay ăn nhiều lắm. Để cho nó nè. Để cho Tina nó nè. Ngoan quá. Yên chưa? Yên chưa? Ăn đi nhá. Tina ăn không đâu. Đưa tay lại đi ăn nè. Nè, để cho mọi người lên lại chào Tina. Nè Tina ơi. Tina chào khán giả nè, chào mọi người đây các Tina. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay là mình mới làm về thì chị mình có đưa Tina nhỏ ra chơi này. Thì rất cảm ơn mọi người đã thời gian qua vẫn quan tâm đến Tina. Thì Tina thì mình vẫn chăm sóc Tina bình thường. Bé giờ rất là khỏe mạnh. Do tính chất công việc thì mình thấy đi làm xa 2-3 tháng mới về một lần. Thì hôm nay nhân tiện chị ra đây chơi thì mình cho Tina lên sóng để chào các bạn. Để cảm ơn các bạn mình thời gian qua vẫn quan tâm đến Tina. Đây, đây là Tina nhỏ đây. Đây là gia đình Tina này nha. Gia đình Tina này, các chị Tina lớn và Tina nhỏ này. Lại chơi chị này con. Đấy, Tina ăn đi. Khó mà, khó. Ừ, đúng rồi. Đấy, lại chị đây. Lại chị Tina này con. Mẹ Thủy Tina kìa. Ừ, nha. Đấy, mẹ Thủy bé kìa. Là đem bé Tina nhỏ nè. Đây mẹ bé nha. Ngon quá. À, Tina nhỏ. Đấy, mẹ cho này, mẹ cho này. Ngon nhá. Tina ơi, Tina, thời gian qua con chơi ở nhà với mẹ Dung con có ngoan không? Hả? Nhìn Tina vậy là mẹ Thúy biết là mẹ Dung thiếu chồng đúng không? Con lại lại với chị luôn á, con lại với chị Tina luôn á. Hả? Thiên ơi. Tina này. Nhớ mẹ Thúy không? Ăn nha. Nhìn bây giờ nó khôn lắm này nhỉ. Ăn nho nó biết bóc vỏ rồi biết ấy luôn, biết bỏ hột luôn. Tina ơi, Tina, Tina quay lại đây chơi chị này. Quay lại đây chơi chị này. Sao? Hả? Sao con? Ngoan lắm nha. Chị Tina ngoan lắm. Con xuống đây con chơi chị này. Đi, xuống đây. Xuống đây chơi chị này. Chị Tina của con này. Nhìn vậy. Thấy nhà mới, thấy nhà mới cái lạ cái nhìn. Đấy, đúng rồi. Con vuốt ve chị đi. Vuốt ve chị đi. Ý chưa? Bắt bắt. Ý. Đi, con lại con ôm chị đi. Ngoan lắm, uống thương con ôm chị đi. Thương, uống thương bắt cháy cho chị kìa. Dễ thương nha. Rồi ôm chị đi. Ôm chị nào. Nhớ đi, ôm chị đi. Ê, nhớ ăn cho mẹ chứ. Ê. Thơm chị cắt. Thơm chị cắt. Thơm chị cắt. Thơm kìa, thơm kìa. Đấy, chị thơm. Chị thơm kìa, chị thơm kìa. Dễ thương mấy. Ôi, chị em yêu nhờ. Con thơm chị đi, con thơm chị cắt. Chị thơm con này. Đây, uống chuộng, uống chuộng, uống chuộng, uống chuộng. Chị thơm em đấy. Trời, cái mỏ muốn thơm em kìa. Đúng rồi, chị bắt trái cho em đi. Bắt trái cho em đi. Chị nào đây, xuống đây chơi chị nè. Cho bé mẹ Thúy lên nha. Ô, mẹ Thúy là bé mẹ Thúy lên nha. Mẹ con nuôi em đi ba nhỏ nha. Này, ô, mẹ Thúy lên kìa. Mẹ Thúy cho ăn cái quê mẹ luôn.
mới thì đã thích chưa là vui nè. Yêu quá, yêu quá, yêu quá. Đây, xuống với chị lên nè. Lớn đi, bằng Tina lớn nha. Đúng rồi. Này, con xuống với chị đi. Con xuống với chị. Ê, thơm nhau nào. Thơm chị gắt, con thơm chị gắt đi. Tina buồn ngủ rồi. Thơm chị gắt đi, con thơm chị gắt. Tina dậy thơm em kìa. Con hút về chị ha. Thơm em cho em về kìa. Thơm chị gắt nè. Này, con ngủ luôn nè. Vậy thì cô mới ngủ luôn nè. Đúng rồi. Này con thêm chị cái này. Con thêm ngủ chị là cho mẹ Thúy mang về luôn á. Thế này. Ngủ rồi. Nhá, nhỏ tí nào.